Bây giờ cũng lúc tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. À, gọi là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi ạ. Thực ra là nếu mà hiểu nhau thì có thể là đốt cháy giai đoạn được. Đốt cháy giai đoạn là đốt bao nhiêu đoạn? Anh nghĩ là phụ thuộc vào anh với em thôi. Để đốt cháy theo cái cảm nhận của hai người. Tôi ở ngoài mà tôi nghe cái gì đốt cháy giai đoạn gì đâu có được, có đốt được. Em như hồi xưa muốn đám cưới phải có từng bước, phải có dặn ngõ, phải đám hỏi cho con ta, phải có giá chứ đúng không? Cái đó thì vẫn đủ, nhưng mà đốt giai đoạn là bỏ cái giai đoạn quen. Bớt bình đi, chưa gì đã binh rồi. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên đối diện. Em tên là Nguyễn Văn Công, năm nay em 35 tuổi. Em thì quê gốc ở Thanh Hóa, hiện tại em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương, em đang làm công việc gì không? Em kinh doanh tại nhà, em kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh gì? Vật liệu xây dựng, chị Cát Tường. Vật liệu xây dựng, rồi mời em. Cát Tường Anderson, Ohio Zaima, Aiten Hito, Ohio Zaima, Watashi wa Hayen Tomoshimasu. Hanwee kara kimashita, kotoshi wa 34 sai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Chuyện đi, bạn nữ ta chào mình kìa. Chào em. Ohayou gozaimasu. Không nghe hả? Không nghe hay là không hiểu? Không nghe. Không nghe em ơi, nói lớn lên. Ohayou gozaimasu. Không nghe. Chào anh. Chị có nghe em nói không vậy? Nghe chứ. Em nghe chị nói. Em nói lớn lên được không em? Chào anh. Chào em, anh nghe rồi đấy. Ủa giờ mới nghe luôn hả? Chứ nãy giờ người ta nói không nghe hả? Hồi nãy em nói gì vậy? Em làm lại cho anh nghe. Nói lớn cho anh nghe. Em tên là Yến, đến từ Thái Nguyên. Năm nay em 34 tuổi. Chào rồi, anh. Chào Yến. Nghe chưa? Giờ nghe rồi. Bây giờ mới nghe. Lỗ tai ông này chắc có vấn đề quá à. Ta nói từ sớm giờ, giờ này mới nghe. Thiệt không nghe không? Hay là nghe mà không hiểu? Ủa mà sao em chào ngộ vậy? Em chào ấn tượng quá vậy? Dạ em là việc liên quan đến tiếng Nhật nên là em muốn chào bằng tiếng Nhật ạ. Người ta là ta chào mình bằng tiếng Nhật, mình vẫn nghe, tại mình không hiểu thôi chứ. Thế sao mình vậy? Đúng không? Hồi nãy em nghe không? Em nói thiệt đi. Nghe nhưng em không hiểu. Thế đó, em nghe em không hiểu chứ sao em không nghe. Em tưởng là chị bảo sao người tiếng Việt rồi em không hiểu gì. Em nghe xì đài lồ. Xì đài lồ. Rồi, ủa em ăn cái công việc của em là như thế nào? Dạ, em làm biên phiên dịch cho công ty IT của Nhật ạ. Ồ, em làm ở đó lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Thái Nguyên ạ. Quê Thái Nguyên, mà bây giờ hiện tại chỗ việc làm là mình làm ở đâu? Em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình, còn nãy em là hiện em tại ở Bình là... Dương vậy? Bình Dương. Dạ. Rồi, em biết Bình Dương không? Dạ biết, ngày xưa em có làm ở dưới Bình Dương ạ. Những điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Em thì rất nghiêm túc trong công việc. Điểm yếu thì hơi nóng vội, lúc nào cũng muốn là công việc phải nhanh chóng thành xong. Đó là ưu điểm mình hay là khuyết điểm? Chắc là vừa ưu điểm vừa khuyết điểm ạ. Vừa ưu điểm vừa khuyết điểm luôn. Vậy còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là người dễ tính, cởi mở, rất là hài hòa, hay nói chuyện. Bạn bè đều nhận xét mình là một người dễ sống. Còn nhược điểm của anh là cũng đôi khi là hơi tin bạn bè. Hơi tin người, dễ yếu lòng. Hiện đó tại là cái nhược điểm của em. Về tình trường thì như thế nào? Em thì đã trải qua một mối tình cách đây 6-7 năm rồi chị Cát Tường. Em quen bạn gái cùng quê. Nhưng mà quen được 3 năm nhưng mà sau vài lần chia tay thì sẽ... Cái gì sau vài lần chia tay? Có nghĩa là cứ chia tay rồi lại quay lại nhưng mà tổng cộng quen 3 năm? Khoảng 3 năm á. Mà chia tay mấy lần? Chia tay em không nhớ là 4-5 lần gì đó. Nên là cứ chia tay rồi quay lại, chia tay quay lại. Nhưng em thấy cuối cùng không hợp nữa là cuối cùng là chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi, quen 3 năm mà chia tay mấy lần? Ngộ vậy mà quen có một người một xưa giờ một người đó thôi đó hả? Đúng rồi, còn mấy người lần sau là cứ đang hẹn hò cà phê rồi đang quen thì người ta lại đi lấy chồng. Em biết lý do tại sao mà em quen ai người ta cũng đi lấy chồng không? Em không biết nữa, có lẽ là cái duyên hoặc là lúc đó công việc hay của em nó cũng chưa tới đâu nữa, sự nghiệp. Mình em phải tìm hiểu nguyên nhân thôi. Chứ mình cứ nói mình không biết rồi mai mốt rồi giờ mình quen mối tình này nữa rồi mình lại không biết nữa. Có nghĩa có thể do mình chưa ổn định công việc rồi dạ, mình không có tập trung vô chuyên môn với chuyện tình yêu, mình không chăm sóc người ta đi. Rồi, đó là câu chuyện tình yêu của bạn nam, nghe có vẻ trắc trở quá ha. Dạ. Thế còn em, mấy mối tình? Em cũng trắc trở lắm. Trắc trở tương tự lắm. Tương tự. Dạ. Sao? Em thì từ giờ là quen hai mối tình. Mối tình cuối cùng là cách đây 5 năm. Thì cũng hai đứa cũng quen nhau 2-3 năm nhưng mà cũng không hợp rồi chia tay ạ.
lý do tại sao không hợp, ai cũng nói không hợp hết chứ, không hợp là không hợp làm sao? Đúng rồi, ai cũng nói như vậy. Nhưng mà em mấy năm rồi mới biết không hợp, hay là mới vô là đã thấy không hợp rồi mà cứ cố gắng? Dạ, lúc mới đầu thì hai đứa, tại vì bạn của em thì cũng theo đạo, nên là nghĩ theo đạo thì cũng không thích quen người bên lương. Nhưng mà hai đứa cũng vẫn cứ quen, nhưng mà cuối cùng sau 3 năm thì thấy là không thể kết hợp được nên là chia tay ạ. Thôi rồi, chung quy ai cũng nói cái câu là không có duyên. Dạ. Ê, nhưng mà nhiều khi bữa nay hai bạn có duyên nha. Với cặp mắt của Tường và Tường dòm nãy giờ thấy hai bạn có vẻ là hơi rồi có duyên rồi đó chị. Có duyên rồi đó. Có duyên. Ê, trùng hợp tình yêu cũng lận đận á. Dạ. Mà hai mặt này có nét là phu thê lắm nè. Mà thường tôi đoán là hay trúng lắm á. Thiệt. Tin tôi đi. Rồi bây giờ nè, cái mẫu người lý tưởng của em muốn người như thế nào? Em thì cao 1m55 nhưng mà em vẫn muốn bạn trai phải cao hơn em chút. 1m7. Em cao nhiêu? Em cao 1m65. 65 được không? Thôi bớt chút đi. 34 tuổi rồi nha. Dạ thôi bớt chút. Bớt nha. Dạ bớt chút. 65 cũng được. Ừ, tiêu chuẩn gì nữa? Mặt thì sáng sủa một chút, gọn gàng, sạch sẽ. Tâm lý, tôn trọng phụ nữ. Nếu mà có kết hôn á, thì hỗ trợ công việc gia đình, tại vì hai người đều đi làm á. Nên là cũng muốn là bạn Nam hỗ trợ công việc của gia đình luôn. Coi như là cũng có phụ làm việc nhà, cơm nước, dọn dẹp, hỗ trợ phải không? Em biết làm mấy chuyện đó không em? Chuyện đó là bình thường đối với em vậy. Em có thể phụ là vào bếp nấu cơm hoặc là lau nhà, rửa chén cùng với vợ. Nếu mà hai vợ chồng cùng làm, cùng vào bếp thì đó là điều rất là tuyệt vời. Được, còn gì nữa không? Dạ, như đó thôi ạ. Còn sau là tìm hiểu sau ạ. Có cái điều gì em không thích ở bạn Nam? Em không thích là bạn Nam hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với thuốc, ngửi thấy mùi thuốc là hơi khó chịu, đau đầu, buồn nôn. Thế còn em có biết hút thuốc không? Em không hút thuốc. Tôi nói hai người đề hợp mà. Hiện tại là cũng có rất là nhiều bạn đang comment là hai bạn, bạn trai này là chân thành, rất là hợp với em đó. Yeah. Không biết ta tư vấn vậy đúng hay không nha. Rồi. Chắc được. Em bạn trai, em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Một mẫu người bạn gái của em thì là một mẫu người có gia đình, vui vẻ hòa đồng, không có ngang tính lắm. Thì em nghĩ là phù hợp với em nhất. Ví dụ như giờ bạn gái ăn mặc hơi sexy chút xíu, tóc là nhuộm nè, hơi màu sắc chút xíu, em thấy sao? Trong một cái phạm vi giới hạn nào đó thì vẫn bình thường đấy chị Cát Tường. Nhưng cái giới hạn của em là giới hạn như thế nào? Có nghĩa là tóc tai chẳng hạn là đừng có rực rỡ quá là được. Còn có em những màu người xanh anh. Nhuộm tóc rất là đẹp nhưng mà đừng có sặc sỡ quá là được. Rồi, đâu, hôm nay em có hình ảnh gì em cho chị coi. Bình thường thì em có cái sở thích gì không? Em thích xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Dạ. Đọc truyện gì, ví dụ? Phim truyện Conan. Em có coi hoạt hình, đọc truyện tranh gì không? Truyện tranh thì em ít đọc. Em dòm trong này coi có anh, có cô nào giống Conan rồi gì chẳng không? Đây, em hãy tìm đi. Trong ba cô ấy sẽ có một cô là bạn gái của em ngày hôm nay đó. Dạ không. Thử cái giác quan của mình nha. Không có cola nhưng mà chắc có cô Mori ạ. Cô Mori là ai? Mori là thám tử ngủ gật đấy ạ. Thám tử mà ngủ gật hả? Dạ. Sao làm thám tử? Ông làm thám đâu? Tử rất là giỏi. Thám tử đâu? Thám tử ngủ gật đâu? Đoán đi. Dạ anh này. Anh này? Dạ. Ủa tại sao em đoán anh này? Nãy giờ chị đâu có nói gì mà em đoán anh này hay vậy? Tại vì em ấn tượng khác với phong cách khác với lại những người còn lại. Anh này là thám tử ngủ gật đấy hả? Yeah. Anh tỉnh táo lắm mà anh cũng ngủ gật gì đâu. Là sao rồi cưng? Có ba người ở đây, năm chàng trai mà cô ấy đã chọn ra em trong ba giây thôi đó. Em nghĩ là... Sao em chọn cô này? Lý do? Em cảm nhận điều đó. Cảm nhận? Yeah. Cầm đi, cầm đi để một coi cảm nhận mình đúng hay không. Em có thể cho chị xem một cái tấm hình của em trong Facebook không? Anh ơi đừng sốc nha anh. Em dòm coi, em tìm coi, em là thám tử ngủ gật đúng không? Em coi thử coi. Đây là bạn gái của em đó. Sao? Đẹp gái không? Em có coi trên mạng, em có thấy mấy chơi trò chơi người ta chơi là vậy thì thành công không? Đăng cái hình 10 năm trước chứ 20 năm trước á. Đây là 10 năm trước đúng không? Này bao nhiêu năm trước em? 11 năm trước. 11 năm trước đó. 11 năm trước thì bây giờ cũng khác rất là nhiều. Em nghĩ là em đoán đúng. Vậy thì thành công không? Thành công. Vậy thì thành công hả? Dạ. Rồi, chúc mừng các bạn. Một bên là thám tử ngủ gật, một bên là vậy thì thành công. Bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau để xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình có đúng hay không nha. Chào em.
Xuất sắc rồi, giờ sao? Thành công không? Dạ. Em chọn đúng không? Dạ không. Hả? Dạ không. À, giờ biết anh là ai không? Dạ bên này ạ. Hả? Cái gì vậy cô? Em không phải thám tử nhưng em thích thám tử. Trời ơi, đây ạ. Nhìn hình rồi mà còn chọn chưa đúng nữa. Sorry anh. Anh chọn em sai rồi. Nhưng mà bên này giác quan rất đúng. Ủa mà tại sao em nhìn tấm hình mà em cổ chưa có gợi ý gì hết mà em đoán ra được cổ hay vậy? Em nghĩ là thứ nhất là em nghe cái giọng thì không thể đoán được, nhưng mà nghe cái độ tuổi chẳng hạn. Hai bạn đã đến với chương trình hẹn ăn trưa, cho nên chúng ta sẽ có một buổi ăn chung với nhau để trò chuyện, để cảm thấy là thân mật hơn nữa. Hôm nay thì chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn, đó là món mì Ý Bagasti ha, mà hai bạn cùng thưởng thức. Nhưng mà nhớ nha, tranh thủ vừa ăn cho no bụng nhưng phải trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Yeah. Tự nhiên nha. Yeah. Chủ động lên nha. Thật thà dễ thương. Cảm ơn chị. Mời em ăn trưa. Em đi xuống anh em mình nói chuyện. Hôm nay em nói tiếng Nhật anh không hiểu. Thì đúng rồi, nói bằng người nào không có học thì cũng không có nghe, cũng không hiểu. Đúng rồi. Là em vào đây được lâu chưa? Dạ, em vào đây học đại học được cũng 14-15 năm rồi ạ. 14-15 năm. À vậy là cũng... cũng bằng anh á. Giống anh á. Dạ, cũng bằng anh. Thôi mời em. Dạ, mời anh. Anh có thích món tây không ạ? Hay là mình thích món... ăn cây á? Anh thì ăn cây vừa phải thôi. Hả? Một chút. Ăn cây ạ? Không, em hỏi anh có thích món tây không ạ? Ý em hỏi cái món ăn này đúng không? Dạ. Hay là thích món truyền thống của mình hơn ạ? Anh là cũng người dễ ăn, dễ nuôi. Nên là món các món ăn thì cũng món nào anh cũng ăn được. Dạ. Anh nhìn món Bắc thì phù hợp với anh hơn, anh người Bắc mà. Nếu em mà xác định quen ai đó thì khoảng bao lâu em xác định sẽ tiến tới hôn nhân? Bây giờ cũng bước qua tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. Anh vậy là gấp rồi đúng không? Dạ gấp lắm rồi ạ. Thực ra là nếu mà hiểu nhau thì có thể là đốt cháy giai đoạn được. Đốt cháy giai đoạn. Đốt cháy giai đoạn là đốt bao nhiêu đoạn? Anh nghĩ là phụ thuộc vào anh với em thôi. Thế đốt cháy theo cái cảm nhận của hai người. Thì tôi ở ngoài mà tôi nghe cái gì đốt cháy giai đoạn vậy đâu có được, đâu có đốt được. Em nghĩ hồi xưa muốn đám cưới phải có từng bước, phải có dặm ngõ, phải đám hỏi với con ta, phải có giá chứ đúng không em? Cái đó thì vẫn đủ, nhưng mà đốt giai đoạn là bỏ cái giai đoạn bớt bình đi, chưa gì đã binh rồi. Trời ơi, thiệt ra ghê thiệt. Không biết hôm nay bà Mai ngồi đây có còn có cái công dụng gì không, chứ thấy hai cái này cặp này cái hai người này giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e đó. Bây giờ tôi bóc mẻ bóc phốt nè. Hồi nãy tôi ra ngoài ở đây mọi người ăn đúng không, tôi ra tôi kiểm tra Facebook của bạn, tôi thấy bạn hình như là còn đăng hình bạn cái cũ trên Facebook đúng không, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra đúng không? Có đúng đấy chị Cát Tường. Tại sao? Không, cái này là đăng lâu rồi, có nghĩa là từ ngày đăng quen nhau cơ. Chị bây giờ vẫn còn nhung nhớ đúng không? Không, bây giờ thì không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Không còn liên lạc nhau nữa rồi. Bây giờ ví dụ như mình có bạn gái mới rồi. Rồi giờ bạn gái của em có thích bạn trai để hình bạn gái cũ chứ? Dạ không. Đó, em nói thẳng với cậu ảnh đi, nói thẳng dạ, đi. Không, không thích lắm. À không sao, thì cái này là do anh để lâu rồi, cho nên là bây giờ nó đang còn nằm ở trên đây. Chứ không phải là bây giờ để mà nhung nhớ hay cái điều gì đó đâu. Tại nguy hiểm lắm, tình cũ không rủ cũng đến nên là... À không, cái này thì đã 6 năm rồi không liên lạc với nhau nữa rồi. Nhưng mà giờ ví dụ giờ bạn gái thì mốt giờ thí dụ nè, hồi bấm nút hẹn hò hay bạn yêu nhau nè, bây giờ bạn gái mới của em yêu cầu em là bỏ những tất cả những cái gì liên quan bạn gái cũ xuống khỏi Facebook, em có đồng ý không? Sẵn sàng thôi chị, bình thường mà, không có gì hết. Giúp em đó nha. Nhớ không, nha. Không xóa, em tự xóa. Trời ơi, cô ghê, không xóa, tự xóa. Được rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ nữa. Thật ra chị chỉ ghẹo em thôi, chứ còn cái chuyện mà cái chuyện đó là chuyện cá nhân. Giống như mình vậy thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi. Mình không có để ý tới, chừng nào mà ngày nào mà ảnh cũng vô anh coi thì lúc đó mới là vấn đề. Yeah. Đúng không? Còn mình đâu cần tin nhỏ mọn mà phải lục 6-7 năm trước mình phanh phui ra làm chi. Đúng rồi. Bây giờ Tường sẽ cho có một cái trò chơi dành cho các bạn ha. Trên tay của Duy Tường là hai sắp bài. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Bây giờ bạn trai, bạn gái hãy bóc những cái lá thăm của mình và yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Được không? Dạ. Mời em trước. Đọc lớn lên và yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Yêu cầu của em cho bạn nam là điều gì làm bạn từng làm cho một cô gái tổn thương nhất? Điều gì anh làm cho cô gái tổn thương nhất?
Có lẽ là em nghĩ là chắc là liên quan đến cái vấn đề mà nó hơi thấy nhị, đó là vấn đề quả cáp. Đôi khi là những cái vấn đề nó liên quan đến quả cáp vật chất thì có lẽ là em nghĩ là làm cho người ta tổn thương. Em nghĩ là như vậy. Vậy là lưu ý ha, lâu lâu cũng phải có tặng quà rồi cho, chắc không tặng quà đó, không có lãng mạn gì hết. Rồi mời em. Em thích lãng mạn lắm mấy ơi. Quà không cần là vật chất, nhưng mà cái quà nó phải có giá trị, giá trị về có thể là tinh thần cũng được, chứng tỏ là mình có quan tâm đến người yêu của mình. Nếu yêu nhau, bạn nữ có chấp nhận việc sống thử? Thì em cũng hơi truyền thống một chút, nên là nếu mà chưa có kết hôn thì em cũng không có thích sống thử. Hiểu hiểu từ sống thử chưa? Hiểu. Hiểu chưa? Sống thử là sống chưa kết hôn rồi. Trời ơi, hả? Nó ăn cơm trước kẹn thôi. Em có ăn cơm trước kẹn chưa? Em á? Chưa chị. Hả? Chưa. Còn nguyên hả? Hả? Còn trong cắn trên nguyên hả? Không, ý là ăn cơm chất kẹn với người yêu rồi là chưa. Vậy là em ăn với người khác hả? Bạn trả tiền rồi hả? Hả? Thì bạn gái hỏi kìa, trả lời đi cho rõ. Bạn trả tiền rồi hả? Bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà tất nhiên là không thể nào mà nguyên được, đúng không chị? Thôi, một chàng trai rất chân thành. Em bữa nay hên á, được chưa? Đoạn đó chị. Rồi, bây giờ vui rồi chơi rồi, bây giờ lắng động lại một chút xíu. Vậy Tường muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau đi, mình hãy nói cho đối phương biết mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Nói thật lòng nha, hồi nãy giờ bạn là một chàng trai rất chân thật, mịch mà em. Anh thấy thì em cũng là người em rất là dễ thương, cũng rất là chân thật. Chung em thì cũng thích phù hợp với người Bắc hơn. Đây là một cơ hội để cho anh em mình có duyên hẹn hò với nhau, là cơ hội để anh em mình tìm hiểu. Cái chuyện xa hơn, tiến tới hôn nhân hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình mà anh em sau cái buổi hôm nay nữa. Thì em cũng nghĩ là anh khá là chân thành. Mà thực sự thì em nhìn cũng thấy quen quen. Quen đâu nào? Quen từ kiếp nào? Nói rồi, mặt hai bạn là phu thê mà. Không biết quen từ kiếp nào, nhưng mình có mặt ở đây thì có duyên rồi. Còn có lợi hay không thì là ở chuyện sau này. Có lẽ vậy, đúng rồi. Mọi thứ nó phụ thuộc vào cái khoảng sâu bữa ngày hôm nay rất là nhiều nữa. Thật sự là hôm nay á, mà ngồi đây làm mai mối cho hai bạn thì Tường cũng rất là vui. Tường nghĩ rằng tất cả quý vị đang theo dõi cũng thấy hai bạn này giống như là đâu được gặp nhau và yêu nhau từ kiếp nào rồi đó quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Chị Tường xin nhắc cho hai bạn biết như thế này. Đúng là ở đây chúng ta chỉ có ít phút trò chuyện thôi, nhưng nó rất là quan trọng, bởi vì tình yêu nó là cảm xúc. Cảm xúc từ ở cái nhìn đầu tiên. Cho nên á, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò tìm hiểu ha, để tiến tới hôn nhân, nếu cho chúng cảm thấy không phù hợp chúng ta không bấm. Cái quyết định là do ở hai bạn. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào, còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Rồi, bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Cô ấy bây giờ thuộc về em rồi đó. Hát tỏ tình cái đi. Hát đi là cưới luôn đó. Hát hả? Ừ. Em không thuộc nhiều về hát. Hát một đoạn. Rồi, một đoạn thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dịu dần bến sông. Hết ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng về bên đây đi em. Xin mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường rất vui và ngày hôm nay đã mai mối được cho hai bạn ha. Và với cái cảm giác của chị ngay từ đầu, chị đã nói rồi, cặp đôi này là có tướng phu thê đó. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau, kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ đi nè. Đó. Rồi, hôm nay là chị thấy hình như là em có đi chung với gia đình phải không? Dạ, đi chung với lại cô bạn với lại em đồng nghiệp ạ. Vậy hả? Dạ chào cô, chào đồng nghiệp. Dạ, cô với bạn có thể ra đây được không? Ra đây đứng chung luôn cho vui nè. Cô thấy hôm nay hai bạn này xứng đôi không cô? Nãy giờ Tường nói hai bạn này có tướng phu thê, mà mọi người khán giả ở dưới cũng comment nói là hai bạn này có tướng phu thê, cô thấy sao cô? Thấy cũng được. Được ha. Đó, bao nhiêu người hôm nay, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ cho hai bạn. Cố gắng sớm báo tin tức, có tin vui là báo liền cho chương trình nha. Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia, chào tất cả trường quay ekip. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Tuyến,
sinh năm 1978, quê quán thì ở Lâm Đồng, công việc hiện tại thì đang sửa xe Honda. Dạ, mình là quê gốc ở đâu anh? Gốc em ở Hà Nội. À, mình vậy là mình sống ở Lâm Đồng lâu chưa? Lâu rồi, em bà đã lâu mấy năm. Mấy chục năm rồi. Dạ, hiện tại là anh Tuyến làm công việc gì? Em sửa xe Honda. Sửa xe Honda? À, là mình có tiệm sửa hay là đã sao đúng anh? Đúng rồi, em làm tiệm sửa riêng cho mình. Sửa riêng, mình có thợ phụ không? Được không, làm mình. Một mình nên mình dạ, thôi, làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Làm cũng hai mấy năm rồi. Hai mươi mấy năm, là xe số hay là xe tay ga? Em làm xe số không? Làm xe số không à? Cũ, nói chung là xe đời cũ. À, xe đời cũ, thì dạ. Trước kia đi học là ông thầy chỉ có xe cũ thôi, xe đời dạ. Mới chưa có. Thì khi xe đời mới ra thì mình lại không đi nâng cấp, thế là mình cứ xe cũ mình làm biết. À, vậy thì cái lượng xe nó còn nhiều không anh? Còn, nói chung xe đó là dân họ đi làm vườn ấy, thì nói chung còn khá là nhiều. Mà tại sao mình không chịu đi nâng cấp? Thì em thấy là nói chung là mình cũng lớn tuổi là một rồi. Thứ hai nữa là mình nghĩ là những cái xe gọi là đời cũ đó nó làm hết đời mình chắc xe đấy vẫn còn. À, hết đời mình xe vẫn còn. Giờ ai cũng bỏ làm xe đời mới hết rồi. Mấy người ta trả xe đời cũ hư ai sửa đúng không anh? À. Nhưng mà trên đó vì sao nghĩ là công việc làm vườn ấy, thì nó cần những cái xe đó mới làm được. Dạ, xe số thì nó mạnh hơn anh. Để người ta chở được, còn xe ga người ta đi vườn cũng được, mà đúng chở rồi. Không được. Đúng rồi, đi rẫy đi đồ đó ha. Dạ, đúng, rồi. Đúng, đây là một cái suy nghĩ cũng rất là đúng. Tại vì Tường biết mà, ví dụ mà Tường mà đi lên, mỗi lần Tường lên Đà Lạt chơi đó quý vị, mà thuê xe để mà mình đi chơi á, là ra cái chỗ thuê xe 100, 200, 220 ngàn gì đó một ngày đó, là người mà cho thuê xe sẽ hỏi Tường là lấy xe tay ga hay xe tay số. Thì lúc nào Tường cũng nói là lấy xe số đó, tại xe số mình đi cái đường núi, đường rừng nó dễ hơn. Dạ, đúng, rồi. Đúng không anh? À, tôi có ai hiểu nha. Hồi xưa ba tôi sửa xe Honda. À, rồi cảm ơn anh ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh Tuyến ơi? À, điểm mạnh của em thì thứ nhất là không tứ đầu tường, thứ hai nữa là sống tình cảm, có trách nhiệm. Còn điểm yếu thì hơi nhút nhát. Thứ nhất là nhát gái, thứ hai là những chỗ ngại va chạm, những chỗ đám đông. Rồi cái thứ ba nữa là xấu trai con nhà nghèo. Xấu trai con nhà nghèo. Nhưng mà rồi bây giờ không có tứ đồ tường, rồi đi sửa xe Honda suốt vậy, rồi cái lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Nói chung lúc rảnh rỗi thì thời gian đó em cũng ít, mà nếu mà có thì cũng ở nhà phụ làm việc trong nhà thôi. Dạ hả? Mình đang sống với ai? Giờ em sống với mẹ con, giờ còn có hai mẹ con thôi. Hai mẹ con còn thôi. Mấy anh chị em thì có ra riêng hết rồi. À, rồi cái là ở nhà phụ, cũng phụ mẹ làm việc nhà. Mẹ vẫn khỏe. Mẹ cũng nói chung thì mẹ chỉ làm việc trong nhà thôi. Cũng lớn tuổi rồi. Trời. Cảm ơn anh Tuyến ha. Rồi em gái, mình giới thiệu về bản thân nha. Em tên là gì? Xin chào chị Cát Tường, chào tất cả, chào anh bên kia, chào anh trai bên kia và chào tất cả ekip của chương trình. Em tên là Trần Thị Bích, em cũng đến từ Lâm Đồng. Em sinh năm 1983. Em thì cũng đã ly hôn chắc 6-7 năm rồi đấy. Và đang nuôi hai con. Em là hiện tại mình đang sống là nuôi hai con. Và có ai phụ mình không? Không chị. Điểm mạnh điểm yếu của Bích là gì? Điểm mạnh của em thì là kinh doanh. Điểm yếu của em thì nói chung là cũng dễ bị tổn thương. Hay rơi lệ. Hay rơi lệ ha, hơi bích ước ha. Cụ thể là Bích là kinh doanh về gì? Em buôn bán trái cây chị. Trái cây thêm hàng nông sản. Là mình bán ở chợ hay là mình có đại lý? Em đổ mối luôn đó chị. Bỏ mối luôn, mình gọi là vừa đó phải không? Vừa đó đúng không? Mình làm công việc này lâu chưa? Em làm chắc cũng khoảng tầm hơn 15 năm, 15 năm rồi. 15 năm rồi. Đó là công 12 đến 15 năm rồi. Em chả nhớ rõ nhưng mà chắc tầm 12 đến 15 năm. Là nghề nghiệp chính luôn, hiện giờ là công việc chính luôn á. Công việc chính, vâng. Rồi, cái công việc đó mình bỏ xe rồi cũng đi thu gom rồi, bán rồi đi thu tiền rồi cũng hết thời gian rồi ha. Đúng rồi. Nhưng em cũng không có thời gian rảnh nhiều. Hai con của mình là bao nhiêu tuổi? Con lớn em 20. Con lớn là 20 rồi. Con bé 16. Trời ơi, vậy là cũng ham như sớm nè, cái này cũng lấy chồng sớm nè ha. 19 tuổi đấy chị. Sao ly hôn, lấy nhau được bao lâu? Lấy nhau chắc khoảng được 5 năm. 5 năm là ly thân. Khoảng tầm 7 năm ấy là ly thân ly hôn. Tại vì do lúc đấy ông chồng em là cũng chơi bời á, chơi bời cờ bạc á, bán cà phê non đi vay tiền mượn linh tinh cũng có ở chỗ kia á. Thế là lúc đấy hai vợ chồng lục đi vay tiền, người ta đến người ta đòi nợ á. Lúc đấy mới biết là chồng vay chơi bời này kia, thế nào là chán, hai vợ chồng dỗ nhau một thời gian không ly thân. Thì thân ông là bỏ lúc đấy là em cũng dành em nuôi con. Ông ấy
cũng không đón nuôi con, mà em cũng tự dành em nuôi con, em không cho ông nuôi, sợ con em khổ á, mà em cũng tự tự nuôi con. Thế cũng vất vả hai cháu ha. Bé nhỏ là bao nhiêu? Bé nhỏ năm nay học 11 là 17 rồi. 17 rồi. Đang học 11. Trai hay gái? 100 là gái chị. Trai, à. Cu lớn, em gái bé. Bây giờ con lớn là cũng yên rồi ha, cũng con lớn bây giờ cũng khỏe rồi. Và nói chung bây giờ đi đâu là về có cơm sẵn ăn rồi. À, đi đâu về thì có cơm sẵn ăn. Trời ơi, bà mẹ trẻ quá. Ôi ơi, 37 tuổi mà con 20 tuổi. 19 tuổi đấy chồng, 20 tuổi là con, năm nay con 20. Trời ơi, mẹ năm nay 40 rồi. Mẹ nó 40, con 20. À, quê gốc của em là ở đâu Bích? Quê gốc của em thì là mẹ ở Đông Anh, Hà Nội. Còn ba thì ở Bình Định. Còn bên đây là còn anh em là đâu? Thì sinh ra là Lâm Đồng. À, mình, em là sinh Lâm Đồng. Em sinh ở Lâm Đồng. À, còn mình là sinh ngoài Bắc hay là sinh trong này luôn? Dạ, sinh ở ngoài Bắc luôn. À, mới vào trong này, hai mấy năm ha. À, rồi vậy mình còn bà con cô bác gì ở ngoài quê không? Có chị, quê ngoài em thì còn một cậu ruột ở ngoài đó, cậu mợ, gần đâu là cô dì chú bác, bên họ hàng xa xa thì cũng còn nhiều. À, có khi nào về ngoài Bắc không hay là ở trong này thôi? Em về chắc cách đây cũng phải hơn chục năm rồi. Trời à, đâu đâu. Năm kia cách đây 2 năm em cũng về. Nhưng mà không đi chơi được nhiều. Về hồi đấy cách đây 2 năm là cũng về được có mấy ngày. Rồi ở trong này là không có ba mẹ là ở sống ở đâu? Ba mẹ em sống gần em luôn. À, nhưng mà không có sống chung nhà, không gần thôi. Sống chung nhà gần thôi. Rồi, thì cũng được ha. Còn bên đây tình duyên mình là như thế nào rồi? Bố sinh năm 78 là 45, 46 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì con đường tình duyên như thế nào rồi? Chia sẻ với Tường nghe với nè. Tình duyên thì em được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì quen được cỡ năm. Thì cô đấy về quê. Thời đó thì nói chung là lúc đó em mới hai mấy tuổi thôi, mình chưa xác định lập gia đình. Thì mình thôi. Rồi mối sau thì quen được 6 tháng. Rồi cô gia đình cô đó lại chuyển nhà đi nơi khác. Nên là lại chia tay. Mối tình thứ hai quen được 6 tháng thì xong là bên gia đình họ chuyển đi nơi khác. Thế là lại chia tay. Trời đất ơi. Rồi còn những mối sau thì chỉ gọi là thoáng qua thôi chứ còn chưa có. À, năm đó rồi. Là năm đó là bao nhiêu tuổi? Cái mối tình sau chắc là tầm 30, hơn 30. Tôi tại rồi mười mấy năm nay sao không có mối nào nữa? Không có mối nào chính thức hết, chỉ quen thoáng qua rồi chia tay thôi. Lý do mình có suy nghĩ lý do tại sao không? Lý do thì em nghĩ là khả năng là mình nói về cái ngoại hình mình không được bằng người ta. À, nên là mình thấy mình không được tự tin lắm. Rồi trong khi đó rồi nhiều khi là giữa hai bên gọi như là trao đổi ấy, thì nó không được phù hợp về cái cách sống. Vậy thôi. Mình có cái khó tính quá không? Em không biết là mình có khó không, nhưng mà nói về mọi thứ thì nó phải làm gọn gàng. Làm gì như vậy, sáng nghĩa gọi là có trách nhiệm làm gì mà cho nó xong cái đó, hoặc là cho nó sạch sẽ hoặc gọn gàng cái đó, hoặc làm khác ví dụ thế. Chứ còn không làm cho nó bừa bỏ vứt tung tung cái loại kia là người lại không chịu. Đó không biết là cái đó là mình là khó tính hay là kỹ tính như thế nào không biết. Nhưng mà thật ra quen bạn gái thì cũng mới có mấy tháng thì mình đã trao đổi được gì chưa, rồi đã có cái gì thường thường có bất đồng quan điểm gì với phụ nữ hay không để mình xem coi sao. Mà. Chứ lúc nãy Tường cũng tưởng đâu là mà anh cũng là gãy đổ rồi đó chứ. Là chưa, nói chung là giữa khi mình quen thì mình trao đổi thì trong hai cái cách mỗi người có một cái lối sống đôi khi nó khác nhau một chút thì mình có thể là không cũng thể đi tiếp được thì là dừng lại. Thì bây giờ đến tới chương trình ngày hôm nay thì mình muốn tìm một cái người như thế nào nè? Đến chương trình thì em cũng cái ngoại hình thì cao từ 1.5m trở lên. Đấy, còn ưa nhìn bình thường thôi, không cần xinh gái. Rồi còn với hai nữa là biết đối ngoại đối nội, rồi biết kính trên nhường dưới, vậy là được rồi. Nhưng mình nghĩ là bây giờ thí dụ có cơ hội mình gặp được một đối tượng nữa, mình có cố gắng không? Thật sự mình có muốn lấy vợ lắm hay không? Hay là cái tâm trạng mình là sao cũng được? Không. Nói chung là cái lấy vợ với lập gia đình thì là muốn lâu rồi chứ không phải giờ mới muốn. Thì em đã lên đến đây thì là mình nó gọi là mình đã cố gắng là thật sự rồi. Đó, chỉ cần kiếm được người phù hợp thôi. Cho nên thật ra bây giờ làm như thế nào gọi là phù hợp? Như thế nào gọi là phù hợp? Thì mình cũng phải cố gắng. Không có ai mà sinh ra mà tự nhiên phù hợp với nhau hết. Nhất là khi mình càng lớn tuổi thì mình càng khó tìm được cái người phù hợp.
Dạ, đúng rồi. Nên là mình thấy được thì mình cũng phải điều chỉnh, mình bản thân mình cũng phải làm sao để phù hợp với đối phương nữa, chứ không phải là người ta phù hợp với mình mà cả hai phải phù hợp với nhau, thì là cả hai đều cùng phải cố gắng, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ anh có ngại là ví dụ với trường hợp bạn gái bên đây thì mình thì chưa lấy lập gia đình, nhưng mà bạn gái bên đây là đã ly hôn rồi lại có hai đứa con nữa, đứa 20, đứa 16 đó, hồi nãy giờ mình cũng nghe rồi, thì đối với hoàn cảnh của bạn Bích bên này thì không biết là anh có suy nghĩ như thế nào? Theo em thì nói chung là bên người ta ly hôn ấy thì nó phải có lý do, gọi là không thể thì mới ly hôn, cũng chẳng ai muốn đó, thì cái đó thì với em thì cũng không quan ngại lắm. Còn cái con cái thì nói chung là con ai cũng vậy thôi, thì nói chung mình thương nó thì nó mới thương lại mình đó. Thế nên em cũng không ngại. Ừ, thật ra nói thôi có con mà bây giờ là cô này là có con cũng giống như là hả, còn nguyên vậy hả, giờ muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, về sung sướng nữa. Nhiều khi mà mình tốt cái nó thương mình là về, là dạ, còn có đứa chăm sóc nữa, thấy không? Dạ. À, ngon lành không, con người ta đẻ sẵn nuôi sẵn luôn, đứa 20, đứa 16 rồi. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ bây giờ em mà kết hôn nữa, ví dụ thí dụ trường hợp anh bên này em chưa có con thì em có ngại sanh em bé nữa hay không, hay là em thấy con em lớn rồi là em thấy đủ rồi? Nói chung một phần cũng hơi ngại, nhưng mà nếu như mà yêu nhau rồi thì em cũng vượt qua tất cả. À, cũng ngại vượt qua tất cả, ok. Giờ bất quá xanh nữa đi, rồi nhiều khi là chăm con với chăm cháu ngoại một lúc luôn á, đúng không? Cháu nội. Chăm con với chăm cháu nội một lúc luôn á. Vậy cũng vui. Em muốn tìm một người trong cái người bạn đời trong tương lai của mình là người như thế nào? Em nói chung em cũng muốn tìm một người, thứ nhất là biết đối nội đối ngoại, ngoại hình dễ nhìn chút. Không có thuốc, biết uống rượu nhưng mà đừng có uống quá say, là cũng kinh tế cũng điều kiện cũng có thể lo cho em được một chút. Em cũng không dám mơ gọi là mơ giàu sang quá, nhưng mà nói chung là cũng có thể lo cho em được một chút, là giúp đỡ em được một chút để em đỡ cái phần kinh tế gánh nặng. Phần nữa là nói chung là có con rồi thì nó cũng rất là khó, nhưng mà khi mà mình yêu nhau thật sự rồi thì cũng có thể là mình vượt qua, rồi lúc đó thì mình cũng có thể là mình sửa chữa lỗi lầm, những cái gì mình chưa đạt được thì mình có thể là mình bổ sung thêm. Rồi không, chị thấy thì bây giờ hoàn cảnh của hai bạn là cũng tương đối hợp lý đó. Rồi anh là có hút thuốc không? Không, em nói chung là hút thuốc không, rượu bia rồi cà phê chè thuốc lá, nói chung mấy thứ đó, cờ bạc mà không. Hơi buồn á nha, cuộc sống hơi tẻ nhạt á nha. Thôi bây giờ là chỉ có biết chơi với vợ thôi ha. Chỉ là không nghiện thôi, chứ còn thí dụ cà phê hay là trà thì cái đó là vẫn có uống, ví dụ anh em là rủ nhau đi đó thì có. Chứ còn bảo là nghiện bia rượu hay là chè cờ bạc gì đó, cái đó thì không có. Đàn ông vậy là cũng hơi hiếm à. Hơi hiếm á. Thôi vậy thì cũng tương đối là thấy cái hoàn cảnh thì nó cũng phù hợp, cái tuổi tác nó cũng phù hợp. Thì bên đây là cũng còn độc thân thì cũng tiện, bên đây em bây giờ có em cũng như là em là độc thân vậy đó. Em cũng không vướng bận gì. Thì bây giờ để xem coi hai bạn cố gắng tìm hiểu thêm một chút coi mình phù hợp với nhau hay không. Được thì mình cho nhau cơ hội nha. Bây giờ trước khi mà cho hai bạn nhìn thấy mặt nhau thì chị Tường sẽ cho hai bạn đoán thử cho vui nha, để mình xem mình cảm nhận coi cái người ngồi nói chuyện với mình nãy giờ là ai. Đây, chỉ có hai cái app Speak Couple nha. Speak Couple tìm chân ái. Ở mỗi cái app này là có 1, 2, 3, đó. Mấy cô Trần Thị Bích luôn, mấy anh Danh Tuyến luôn. Rồi, mình lựa thử xem. Thích anh thích Bích nào, thích anh Tuyến nào. Đó. Kéo qua đi, mình có 4 sự lựa chọn. Đoán thử coi hồi nãy giờ mình đang ngồi với cái cô nào. Cô này. Lý do tại sao anh chọn cô đó? Em thấy cô này có nhìn có vẻ trẻ hơn mấy cô kia. À. Nhìn cảm nhận thì trẻ hơn. À vậy hả? Cảm nhận trẻ hơn con người ta 20 tuổi rồi đó nha. Không biết làm sao mấy cô này là thấy cô đó có vẻ trẻ hơn mấy cô kia. À rồi. Rồi, chắc là anh này. Anh đó hả? Đâu được coi mấy anh coi, tại tôi chưa coi mấy anh bên này luôn. À rồi, qua tiếp mấy anh tất cả. Bốn anh. Có 4 anh. Rồi, giờ quyết định chọn anh nào? Chọn anh này. Lý do sao chọn anh đó?
lý do là cảm nhận mình là mình thích anh nó đẹp trai hay là anh nó trẻ bên này, anh này anh chọn Bích là em chọn lại xem đúng không hả? À, xem đại hả? Giờ chọn chưa, chắc chưa? Chắc chưa nào? Đâu, đưa cho Tường coi lại rồi, anh nào? Để chắc anh này. Rồi, vẫn quyết định anh đó. Rồi, bây giờ thì các Tường xin mời hai bạn. Ở đây cho vui thôi ha. Hai bạn hãy nhìn về cái cửa Speak Couple này nha. Cửa trái tim này nha. Và xem cảm nhận ngày đầu tiên của mình. À, ngày đầu tiên mình gặp nhau có đúng hay không nha. Xin mời hai bạn. Tên 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 tên. Sai rồi. Ai ơi. Đầu tiên có gì tại em ra. Cảm ơn anh. Thế em cũng có món quà gửi tặng anh để chúng mình có thể làm quen. Rồi, rồi ngồi xuống coi tặng quà gì nè. Ảnh là được thưởng nha, ảnh đoán đúng được em đó nha. Còn em đoán trật. Em đoán sai đúng không? Thôi mình cưới quà coi quà gì kia, có người ta tặng mình quà gì. Thôi bây giờ có người thật ngồi trước mặt rồi còn coi cái này chi nữa. Cúi ra luôn. Bí mật cái gì nữa mà bí mật, tôi làm bà Mai. Hả? Cúi luôn. Ờ, cúi luôn cho tôi làm bà Mai rồi còn bí mật với tôi nữa. Hay là chưa coi chương trình, chương trình là bà Mai cúi hết. Mà sao đó giờ mà muốn lấy vợ lâu rồi mà bây giờ mới lên chương trình? Sao không lên 5 năm trước rồi có vợ sớm hơn? Có, em đăng ký này chắc phải cả trước mùa dịch nữa mà. Trước mùa dịch luôn á hả? Đăng ký trước mùa dịch mà cuối cùng lại hẹn tới hồi mấy lần ấy. Bị hoãn. À, bây giờ mới lên. À, chắc bữa nay duyên mới tới, mấy lần trước lên nhiều khi là không gặp cô này. Tặng sợi dây thật lên. Và hỏi cổ coi tại ý nghĩa gì khi tặng cái cọng dây đó cho anh. Cái này cái mạch này thì đúng được chữ cái nè, tiếng đúng một chữ nè. Em chả chọn chữ cái đâu, thấy cái bàn, cái bán hàng bán ấy chọn cho em. Ờ, trùng hợp nha, giờ mới thấy chữ T với chữ Bích đúng không? Chữ T với chữ B. Đó, ghê không? Đây nè quý vị. Nè, hai chữ lồng vào nhau nha. Một giờ ta thấy không? Chữ T với chữ B. Bạn kia bạn ấy chọn cho bạn bảo là em chọn cho chị cái mài đẹp. Nhưng mà tự em thấy trùng hợp chưa? Tự em nói trùng hợp. Ừ, Tuyến với Bích thấy chưa? Chà, chắc có điềm nha, có điềm đó nha quý vị. À, điềm lành, điềm lành. Ca này là tốt rồi nha. Được không? Rồi, cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy cô Bích thì mình thấy như thế nào? Thì đúng sao trong hình thì khác nhau hơi nhiều ha. Hơi nhiều. Tại do cái này chắc là anh chụp lâu rồi. Đúng rồi, chụp hình chắc khác nhiều chứ gì nữa. Tại cái hình này trước nhìn thấy là nó đầy đặn nè, đúng không? Cái này ốm hơn đúng không? Chắc do là làm giàu, do lo làm giàu quá này. Lo làm giàu quá. Hơn mấy chục gần bao giờ nó cũng mập mạp hung mĩnh hơn. Rồi còn Bích lần đầu tiên thấy anh Tiến thì thấy anh như thế nào? Thì cũng hiền. Nói chung là cũng hiền rồi, cũng chất phát. Hiền chất phát ha. Thôi bây giờ Tường sẽ cho hai bạn tâm sự riêng một chút xíu để coi là mình cần cái gì. Nhiều khi tôi ngồi đây hai bạn lại ngại nha. Mời cả hai cùng ăn một cái bữa cơm trưa cùng với chương trình cho vui và hãy thoải mái trò chuyện. Mình không hiểu gì mình cứ nói. Ít phút nữa rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Mình có lớn tuổi hết trơn rồi. Bây giờ mình thật sự muốn tìm một cái người bạn đời cho mình thì mình phải tìm hiểu cho kỹ. Rồi mời hai bạn cùng thưởng thức bữa trưa cùng với chương trình. Thì Lâm Đồng ở chỗ nào? Chỗ nào Lâm Đồng? Em ở cách chợ Nam Ban 2 km. Chợ Nam Ban, Lâm Hà. Cách chợ Nam Ban đấy, rồi chợ Lâm Hà khác mà chợ Nam Ban khác. Chợ Lâm Hà là giao huyện rồi. Còn Lâm Ban ở bên trong nữa hả? Đúng rồi. À, đi vào trong 2 km nữa. Đúng rồi. À. Qua chợ 2 km. Đây là qua. Ở nhà... trung tâm giữa đó, Trọng và Đà Lạt là khoảng nằm ở giữa. Từ nhà em lên Đà Lạt cũng 20 khoảng 22 cây mà từ nhà em ra Đức Trọng khoảng 22 đến 25 cây á. Chúng em ở trung tâm giữa. Nên Đà Lạt cũng ngang, quãng đường cũng ngang nhau nên Đức Trọng. Vậy là cái mong muốn của em sau này là như nào? Khi muốn quen một người bạn trai khác. Em muốn quen một người bạn trai nói chung là cũng tương đối một chút, có điều kiện chút. Rồi là biết lo cho vợ con. Thứ ba nữa là chung là sống chân thành, thật thà. Không rượu chè cờ bạc nữa. Còn gì nữa, còn mong muốn gì nữa không? Mong muốn thì nhiều lắm nhưng mà mình phải biết mình ở vị trí nào.
không thì đó là ý là mình cái tiêu chí của trong của mình á, đó là tiêu chí trong của mình, trong khả năng của mình ý. Là cũng chỉ có những cái điểm là thứ nhất là lo cho vợ cho con, thứ hai điều kiện kinh tế có một chút là biết đỡ đần giúp đỡ vợ con, thứ ba nữa là sống chân thành không dối trá, là biết lo liệu cho gia đình. Thế có ngại cái chuyện đi làm dâu được không? Nói chung là ngại thì cũng ngại thôi, nhưng mà khi mà tình yêu mà thật sự thì tất cả đều em có thể vượt qua hết. Em có thể là đủ khả năng, đủ bản lãnh để làm tất cả mọi chuyện. Em thì yếu đuối thì yếu thuối, nhưng mà cũng có điểm mạnh. Mời anh đi. Vâng, mời anh. Em làm về cái thời gian rảnh là thường khi nào? Em hả? Thời gian của em nó không cố định. Hôm nào sáng trưa chiều tối rảnh này một chút, còn hôm nào bạn công việc thì mình nghỉ, hôm nào làm việc thì mình cũng làm việc tự do. Nói chung thời gian có thể mình vẫn sắp xếp được. Đúng rồi, thời gian là do mình hết, do mình chủ động. Chứ không nhất thiết là thứ 1, thứ 7, chủ nhật gì đúng không? Đúng rồi, chứ mình làm công việc tự do mà. Rồi em chia sẻ là công việc chính của em là làm gì nhỉ? Buôn bán, em buôn bán. Buôn bán là... hàng nông sản. Hàng nông sản. Cái đó mình đi được lấy hàng ở xa không? Trong làm cũng tùy. Mà xa nhất hiện nó khoảng tầm 5-6 km. 10 km tùy theo. Rồi về mình đổ cho chỗ đó luôn hả? Đổ ngựa luôn. Vậy là công việc đã ổn định đúng không? Dạ. Công việc ổn định đúng không? Nói chung là với em thì công việc tự do, nhưng mà chịu khó thì lúc nào cũng ổn định. Về còn hai đứa nhỏ kia giờ còn học không? Một cháu đang học lớp 11, một cháu thì đi làm rồi. Còn anh làm nghề gì? Anh làm nghề sửa xe Honda. Công việc đó là công việc chính. Còn mấy công việc phụ thì không có. Tại vì Honda là làm từ sáng chiều rồi, chẳng không có thời gian để làm gì khác. Mà nếu có bữa nào mà ví dụ mình nghỉ không làm thì ở nhà, ví dụ làm việc phụ trong nhà thôi. Nhà anh ở đâu? Anh ở huyện Bảo Lâm, xã thì xã Lộc An. À, qua Đức Trọng đúng không? Xã Lộc An là xuống dưới này nè, xuống gần Bảo Lộc, xuống gần Bảo Lộc đúng rồi. Cách xuống nhà anh trước, từ nhà anh xuống Bảo Lộc 10 cây nữa. Đó, nằm trên. Nên giáp anh với Di Linh. Cũng gần nhưng... mà, từ em xuống đấy chắc tầm hơn 200 cây km. Không có. 200 km à? Hơn 200 à? À, tính như từ em ở Lâm Ban đúng không? Lâm Ban, từ Lâm Ban ra Lâm Hà 2 cây. Thì tính từ chỗ từ Lâm Ban ra Lâm Hà là khoảng 25 cây chứ. Ra chợ, em ở ra chỗ chợ. Ra chợ Lâm Ban á, chợ Lâm Ban là 2 km, còn ra Lâm Hà khoảng 25 km. 25 à? Vậy thì cỡ khoảng 100 cây. 100 cây hả? Ừ. Tính ra khoảng 100 cây. Tại chợ Lâm Hà cũng có đi mấy lượt rồi, lên mấy lần rồi. Em cũng hay đi chợ Đức Trọng Lâm Hà đó. Cũng hay đi. Nhà anh có vườn đất thì không? Không, trước kia anh, trước không á. Trước kia thì anh cũng có làm vườn cà phê đó. Nhưng mà cuối cùng không có người làm. Anh tán vườn đi chuyển sang đầu tư. Thì bây giờ chỉ có làm xe với đầu tư thôi chứ còn không có làm vườn. Chỉ sửa chữa thôi hả anh? Đúng rồi. Em ăn đi. Vậy buổi tối em có làm gì không? Tối thì em cũng rảnh à? Thường rảnh buổi tối nhiều hơn đúng không? Trong hôm nào mà bận nhất thì khoảng tầm khoảng 5 rưỡi tối, 6 giờ tối. Nó cũng rảnh. Đấy, mình còn công việc tự do mà. Buổi trưa thì có hôm thì cũng rảnh buổi trưa nhưng có hôm thì cũng bận. Ba mẹ gần đó hả? Thôi. Ba mẹ em gần đó. Ba mẹ em gần đấy. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Ba năm nay 62. Vậy vẫn còn khỏe mà. Mẹ 63 sao? Không nhớ rõ lắm, thì hiếu ông mang. Thôi cái biết là 6 mấy nữa.
Vậy ngoài kinh doanh đó là cái em có ấy không? Có làm thêm gì nữa không? Hay là một cái những công việc đó thôi? Em chỉ có đi làm kinh doanh đấy thôi, buôn bán đó thôi. Chăn nuôi thêm. Có chăn nuôi hả? À, chăn nuôi, nuôi gà thôi, đi chợ. Nuôi gà đông tảo cũng được. Có giá. Trước thì nuôi tầm nhưng mà bây giờ không nuôi nữa. Giờ chỉ nuôi gà mới nuôi người thôi. Vậy là cũng nhiều rồi. Chung là làm cũng không có thời gian nghỉ mấy. Một mình mà làm nhiều vậy là cũng nhiều việc rồi. Nhiều việc, không thời gian nghỉ mấy. Vậy bây giờ là phải kiếm thêm người đấy. Mình phải lo cho con nên là mình phải dành thời gian. Tất nhiên là cũng vẫn dành cho con nhưng mà cái nào nó không có thời gian nhiều. Mình dành cái thời gian kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng cái là cái con lớn rồi giờ cũng khỏe rồi. Chung bây giờ con lớn rồi thì nó cũng đỡ nhiều. Mình đi đâu là con cái nó cũng tự lo được. Ăn uống là tự lo. Có cái mình đi, thế rồi đi đâu, đi trong ngày thôi chứ đi vài ngày cũng đâu được. Nói chung là tùy theo, nếu mà thích thì cũng vẫn có thể đi vài ngày. Nếu mà dài dụ đi là vẫn đi vài ngày. Thì sao đi vài ngày mất lại mất mối. Trời, nói vui mà vui dữ vậy. Vui gì mà vui dữ vậy. Nãy giờ nói chuyện nhau cảm thấy thoải mái hơn chưa? Nói chung là cũng trao đổi để hiểu nhau thêm chị. Mà thật sự bây giờ mà để mà tìm hiểu một con người đó nghe phải mất cả một cái đúng rồi dài lắm chị ạ. Đúng không rồi. Phải nói chuyện vài ba câu đúng mà rồi. Có thể biết được nhau vài ba câu là chỉ để cảm nhận xem cái đối phương này có thể có phù hợp được với mình. Vâng. Để nhắm coi là mình có cho cái cơ hội để mà mình tìm hiểu hay không. Vâng. Còn thật sự muốn ở với nhau, muốn về chung một nhà thì là các bạn phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa. Hồi tôi ngồi đường hoài mà tôi không thấy ai bóc mấy cái lá bài này nãy giờ qua em cũng quên luôn. Rồi bây giờ tìm một nào, bây giờ anh hỏi trước đi, đọc lớn lên là hai cả hai cùng trò chuyện. Rồi chuyện làm dâu em có sợ không vì anh đang chăm sóc mẹ già? Em thì cũng hơi ngại chuyện làm dâu, nhưng mà chung là cái quan điểm của em thì nếu như yêu nhau thì mình có thể mình vượt qua tất cả. Yêu là vượt qua tất cả bất cứ một cái thứ gì. Bản thân em cũng thế thôi. Khi mà ly hôn chồng thì em cũng mất phải nhiều lắm, cực nhiều lắm, nhưng mà em cũng có thể là vượt qua được tất cả. Nếu khi sống trong nước mắt nhưng mà mình có thể vẫn vượt qua bằng cái gọi là cái nỗ lực, bằng cái chính con người mình đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Rồi câu thứ hai thì điều em mong muốn tài sản như thế nào là đủ? Nói chung là cũng tài sản tiền bạc thì chả biết sao cho đủ, nhưng cái điều quan trọng là mình biết như thế nào để cho hài hòa, phù hợp với chính bản thân mình. Mình biết mình đứng ở vị trí nào. Khi mà tiền bạc nói ra thì ai cũng thế thôi, con người nào cũng vậy thôi, cũng chả biết thế nào cho đủ, chả biết thế nào cho nó vừa. Với em thì tất nhiên em cũng không quá ham, quá gọi là giàu sang quá. Nhưng mà có thể lo được cuộc sống cho hai bên là có thể là đủ. Giàu thì ai cũng muốn rồi, nhưng mình phải biết mình ở cái vị trí nào. Rồi, tới phiên em. Đọc lại những câu đó chậm. Nuôi dạy con không phải của riêng mình, anh nghĩ thế nào? Anh ngại nhất điều gì? Tức là nuôi dạy con không phải là của riêng của anh ấy thì anh nghĩ như thế nào? Ý là dạy con không phải chỉ của riêng anh hả? Nuôi dạy con không phải của mình, anh nghĩ sao? À, đọc cho rõ rồi. Nuôi dạy con mà không phải con của anh thì anh nghĩ sao? Ý là cổ có hai con riêng rồi đó là thì giờ anh nghĩ sao về cái việc nuôi dạy con mà không phải con của mình? Thì cái chuyện nuôi dạy con ấy thì thứ nhất là con em sinh ra với hai nó ở em từ bé thì em sẽ là người hiểu rõ hai đứa nhất. Anh thì ví dụ như anh sau này ví dụ anh có duyên đi đúng không, thì anh cũng chỉ là góp ý một phần hoặc đóng góp phần nào đó thôi, chứ còn cái chuyện mà gọi là em dạy con thì vẫn là em. Với lại thật ra cái đó là khi mà con nó còn bé kìa. Yeah. Bây giờ nó lớn, yeah, nó định hình luôn rồi. Yeah. Rồi nó sắp sửa ra riêng luôn rồi, còn đâu nữa đâu mà. Cho nên là cũng không có quan trọng lắm đâu. Ngay cả bên đây mẹ già cũng vậy nữa. Mẹ già nhìn con giờ này chưa lấy vợ sốt ruột gần chết, con lấy vợ là mừng muốn chết rồi. Với lại thời buổi giờ có mẹ chồng nàng dâu rồi gì nữa đâu. Người già hay trẻ em gì cũng vậy á, cứ việc là cơm nước đầy đủ, yêu thương chăm sóc là vui rồi. Là ba mẹ cũng vui rồi mà con cái cũng vui rồi.
Còn câu gì nữa mà, phải theo, không? Theo anh có bao nhiêu con là đủ? Theo bao nhiêu con được thì nói chung là càng đông thì càng vui. Nhưng vẫn mấu chốt là cái kinh tế của mình, đây là khả năng của mình đến đâu thì mình sinh đến đó. Chứ cũng không biết thế nào đủ. Bây giờ và theo thì... như trường hợp cụ thể của anh thì giờ anh muốn là có mấy con? Một hoặc hai là được. Rồi hiện tại là tình hình điều kiện về điều kiện kinh tế của mình như thế nào? Mình một hai nữa thì mình nhắm mình ví dụ như giờ hai con rồi có đủ điều kiện kinh tế để lo không? Thì đó tại em mới nói là do kinh tế của mình, nếu mình cả đang đủ hai nuôi được hai thì mình sinh hai, mà nếu mà không nuôi được hai thì mình sinh một. Có nghĩa là không cần quá nhiều, dạ, miễn là mình chất lượng. Đúng rồi. Nuôi con cho nó chất không lượng. Nhất thiết phải sinh nhiều. Mình cứ làm sao mà đủ khả năng là được. Thế làm sao mà cho nó đầy đủ một chút, đừng để thiếu thốn, rồi không những khổ mình rồi khổ cả con. Mà so với thiên hạ thua thiệt nhiều quá mình cũng thấy cũng tội. Và thì tự mình điều chỉnh lại thôi. Rồi ở nhà mẹ có đưa ra yêu cầu gì khi tìm con dâu không? Mẹ có dặn dò gì không? Hôm có. Nay mẹ biết tham gia chương trình không? Có, hôm qua có nói, mới tối hôm qua mới nói mẹ biết. Kêu ở đi thì thôi cố gắng nha. Cố gắng nha. Mẹ là năm nay bao nhiêu? Dạ 81 rồi. 81 rồi? Dạ. Ủa nhà đông anh chị em không mà sao mẹ lớn tuổi vậy? Bốn chị em. Bốn chị em? Dạ. À, anh là thứ mấy? Em là thứ ba. Thứ ba, dạ. Ồ mẹ lớn tuổi quá ha, dạ. Với Tường là lớn hơn tới lớn hơn Tuyến một tuổi, dạ. Này sinh 78 phải không? Dạ, sinh 78. Tường sinh 77 và mẹ mới 70 à? Ở đây mẹ tám mấy là mẹ sinh nhiều con à? Mẹ lớn sinh mẹ lớn à? Dạ. Hôm nay mình đi hai bạn đi có người thân đi theo không? Em không, em đi có mình. Em đi với chị gái. Chị ruột hả? Dạ. Chị thứ mấy? Chị thứ hai. Chị thứ hai, rồi. Dạ, rồi chào chị. Rồi, rồi chị hai đồng tiền đẹp quá trời ha. Chị hai là chị hai là năm nay nhiêu tuổi? Em 50 ạ. 50 là gia đình ở mình cũng ở cái gần gần Tiến luôn. Cách nhau mấy cây số rồi. Dạ. Dạ dạ. Rồi suy nghĩ của chị về em trai như thế nào? Đó, bây giờ 45 tuổi chưa vợ đó, hôm nay ôi là giời ơi, chị thì ngày nào cũng thế, mẹ ngày nào cũng vậy. Dạ. Ngày xưa còn bố thì cũng thế, cứ suốt ngày hối là tao với mẹ mày già rồi. Bây giờ mày lớn tuổi rồi thì lo mày lấy vợ đi, con đi. Sau này á, tao già thì đấy là nhắm mắt cũng không yên. Nói vậy nhưng mà nói hoài rồi như kiểu cũng là cái duyên, cũng là cái số gì ạ. Cứ ấy đây rồi cứ tìm hiểu rồi chẳng biết là ra thì lại thôi. Dạ. Thế nên là mẹ với lại nói chung là chị với em đều là mong muốn làm sao mà đi kiếm được người làm cảm thấy mà mình cảm thấy được là được. Chứ còn cũng không kỹ tuổi lớn rồi, mẹ già rồi cũng mong là có cái cháu. Dạ. Nếu nó là thứ mấy nhưng người phải trai chứ là trưởng. Dạ. Dạ. Thế cho nên là bà cũng mong có cái cháu nội. Dạ. Rất là mong. Vậy là hai chị gái đầu. Hai chị gái đầu, sau đến nó, sau đến là con trai nữa. Dạ. Hai đầu, hai trai cuối. Dạ. Thì hôm nay cảm xúc của chị nãy giờ ngồi theo dõi câu chuyện của hai bạn trên đây thì hai em thì chị thấy như thế nào? Thì nếu mà nói về em trai thì mình trước ha. Dạ. Thì nếu mà nói về em thì nói ra thì bảo là khen. Nhưng mà nếu mà thời giờ mà kiếm được người như nó thì cũng hơi hiếm. Thì có thể tứ đổ thường là không có gì hết, chỉ biết làm, biết ăn thôi. Nói chung là sống bốn chị em, nói chung gia đình sống tình cảm lắm. Nói về tình cảm chứ không nói về vật chất hay là cái này kia. Còn nói về bạn nữ bên kia thì nói chung là cùng phụ nữ với nhau thì em rất là thông cảm. Phải nói là rất là thông cảm, chính bản thân em ấy cũng khổ. Thế nhưng mà ý là cũng nó chưa thôi chứ còn cũng không biết là đến cuối đời mình như thế nào. Nhưng mà em thông cảm được với bạn nữ bên kia, chẳng ai mong muốn cái điều kiện hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thì ý là em cũng thông cảm. Còn nếu mà hai đứa mà cứ tìm hiểu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu được, nếu mà đến thì gia đình em cũng chấp nhận chứ không có ý kiến gì hết. Nói chung là vậy. Còn nó là con trưởng thì chắc chắn là phải sinh rồi, ý là như vậy. Thế là đấy là thứ nhất. Thứ hai là còn mẹ già, chỉ có hai mẹ con thôi, thì chắc chắn nếu như mới sau này mà nếu mà hai đứa tới với nhau được ấy, thì chắc chắn em phải làm dâu. Mẹ ông già rồi sống bao nhiêu đứa, sau này mẹ mất đi thì cũng đủ hai đứa. Đấy, nói chung là như vậy. Còn con cái thì thế thôi, em có con thì con lớn rồi, cái thứ nhất ông chẳng phải lo cho nó lắm. Nhưng mà cái chuyện nuôi dạy như vừa nãy em nói đó, em nghe đó, thì cái chủ yếu là cũng phải là em. Còn đây chỉ gọi là ấy thêm thôi. Còn đến sau này con của hai đứa thì nó mới dám như vậy. Dạ. Chứ còn em cũng không có ý kiến gì. Dạ. Chứ mong làm sao cho hai đứa có cơ hội với nhau. Thì cũng mong ra bây giờ ta nói tuổi này mà khó lắm, mình cũng mong đấy. Sao cho có cái mong cơ hội. Lắm. Mong lắm luôn. Mong lắm. Ý là cứ mong là cứ miễn sao ai cũng được, mình cứ lên mình cứ bấm. Trời ai cũng được không? Hồn ký nó mong lên mức độ vậy đấy. Xong mà chị cứ nói vậy chứ mong còn đối phương đấy chứ họ có chịu mình không? Cứ nói vậy. Thì giờ chịu mình không thì cũng ăn thua mình nữa. Thật ra là mình cũng phải thể hiện. Nói chung là đôi bên là
về ý là khi yêu thì cái gì màu hồng chị ạ. Thế nên lúc lấy nhau về thì lại lộ ra cái nọ cái kia thì thôi, mỗi bên cái tôi là bỏ xuống một chút. Đấy, ý em nói là như thế. Rồi cũng như em ấy cũng một lần đổ vỡ rồi em cũng rút được nhiều kinh nghiệm đúng không? Thì ý chị nói là như vậy thì thôi thì mỗi người bỏ qua từng tí thì sẽ cái gì nó cũng đến đêm qua sẽ kết trái. Yeah. Rồi, em cảm ơn chị nha. À, ý kiến của chị cũng để cho hai bạn suy nghĩ thêm. À, cảm ơn chị. Cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội thì. Dạ, em cũng mong như vậy đây, đang cố gắng đây. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mình theo dõi tiếp nha. Rồi, còn bây giờ thì chị hỏi ý kiến của Bích trước ha. Mà nãy giờ trò chuyện mặc dù không nhiều nhưng mà cũng nửa tiếng là cũng là hùm hùm mình cũng biết được. Thì theo như Bích đến hiện tại phút này thì Bích cảm nhận như thế nào? Là có nhận xét gì về anh Tuyến? Đúng, anh Tuyến thì cũng hiền, hiền nậu mà cũng chịu khó, sống cũng tình cảm. Nói chung là cái tầm tuổi này mà ở chăm mẹ già, ngoài xưa đấy vợ lo cho mẹ già là cũng tình cảm, chịu khó, ngoan ngoãn. Chung đàn ông mà thời buổi này bây giờ mà kiếm được mấy người này cũng hơi hiếm. Nhưng mà đối với bản thân mình thì thấy là nó còn những cái gì mà đối với mình cảm thấy nó chưa phù hợp hay nó còn khó khăn cần phải là cân nhắc thêm hay tìm hiểu thêm không? Nói chung là cái cuộc sống thì có sống với nhau thì mới nó có những cái mà mình để mà mình nó mới lòi ra mới biết. Lòi ra mình mới có thể lúc đấy mình sửa chữa được. Còn bây giờ thì mình cũng không thể nói trước được điều gì chị ạ. Vì vậy cho nên là mình có muốn lên được với nhau thì đó cũng là phải là có thời gian để mình chia sẻ lẫn nhau. Còn bây giờ để mà nói mà hiểu thì chắc chắn là cũng 10 phần thì chắc cũng chỉ hiểu được 2 phần thôi. Đúng rồi. Thế cho nên là mình phải có thời gian. Và cái quan trọng nhất là sống nó phải hiểu và thông cảm chia sẻ cho nhau. Còn nếu như mà sống mà không cảm không chia sẻ với nhau thì nó rất là khó. Thế còn anh Tuyến, nãy giờ cũng nói chuyện với Bích thì anh cảm nhận như thế nào? Thì em thấy là nói chung là một tay phụ nữ mà nuôi hai đứa con thì như vậy thì em thấy là cũng khá là mạnh mẽ và giỏi. Người cũng là đảm đang, người phụ nữ đảm đang, khéo. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn 30 giây cuối cùng, 30 giây để mà đo cái cảm xúc nha, để cảm nhận được. Bây giờ mời anh Tuyến đứng lên. À, qua bên này mời Bích đứng lên, hai bạn nắm tay nhau 30 giây, nhìn thẳng vào nhau để mình xem mình có cái rung động, có cái cảm xúc gì với nhau hay không. Rồi hai bên muốn nói với nhau điều gì nữa thì mình nói một vài câu cuối cùng rồi mình trở về chỗ, mình sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Rồi mời anh đứng lên. Đứng lên để còn coi bước ra đây cưng. Xứng đáng hôn rồi. Đây là đứng dậy là quay cái mông. Đây, đứng dài đó. Rồi xin nắm tay cổ đi, rồi mình nói chuyện gì đó 30 giây nha. Mời hai bạn. Em cảm nhận với anh sao? Đã. Cảm nhận với anh sao? Cũng bình thường. Còn anh thế nào? Anh thì thấy rung mà hồi hộp. Dạ, hồi hộp. Như này cũng ít khi mà gọi là được nắm tay phụ nữ. Ở nay được nắm này mình cảm thấy là rất là hồi hộp. Đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì mình cho nhau cơ hội. Tại vì thời gian trên đây nó không có nhiều, đúng không? Mình sẽ không tìm hiểu được mấy. Mình cho nhau cơ hội để mình hiểu nhau về sau, về lâu về dài. Rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, cô ngại mà cô người thì ngại lần đầu nắm tay con gái, người thì không nhìn mặt vô người ta. Ủa, lần đầu tiên nắm tay phụ nữ phải không? Dạ, không phải lần đầu. Lần đầu mười mấy năm đúng không? Dạ, lâu rồi. Cả chục năm rồi. Rồi thì đó là chị Tường cũng dành cho các bạn đi thời gian ha. Mình trò chuyện, mình nghe ý kiến người thân rồi, mình cũng có là nắm tay nhau để cảm xúc như vậy rồi, thì bây giờ là mình phải đưa ra quyết định. Trước khi các bạn đưa ra quyết định thì Tường vẫn nói một câu như thế này: để tìm một cái người đồng hành với mình rất khó. Đúng, chính rất xác, là khó chị ạ. Rất là khó. Chính vì nó quá khó nên mình phải cho bản thân mình cái cơ hội. Vâng. Cho mình một bản thân tuổi trẻ đó, người ta có lầm lỡ người ta còn thời gian người ta làm lại, người ta còn nhiều cơ hội lắm. Còn như mình á, càng ngày thời gian càng trôi qua cái cơ hội mình nó càng khép lại thì mình đừng cần ngại gì cả. Cũng bây giờ tuổi này của mình là mình tự quyết định cuộc đời mình, cũng ai phán xét mình cái gì, cũng ai nhận xét mình này kia. Nếu chị mình làm theo ý mình thôi, thích bấm cho nhau cơ hội tìm hiểu không được chia tay.
còn cảm thấy không thích có quyền không bấm. Không có gì mà phải lịch sự, tôi lên chương trình nên tôi lịch sự tôi phải bấm, cũng không phải. Nhưng nếu mình có một chút rung động hay là mình muốn đây cũng là một cơ hội mình thử đi thì mình hãy thử. Chứ thật sự bây giờ nói chứ hàng ngày đi ra làm gặp nhiều người đối tác công việc, nhưng mà để gọi là cái người mà họ đang muốn gọi là để mà kết được với mình nó khó lắm chứ không dễ đâu. Dễ tôi lấy chồng lâu rồi không phải sẽ ngồi đây giờ này đâu, đúng chưa? Một tỷ người đều nhìn nó trời các tường dễ sao ế được, quá trời người đúng không, quá trời thì đúng rồi đó, nhưng mà quá trời, nhưng mà cái người có cái người nào mà của mình hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Nên hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định. Cơ hội thì các tường đã mang tới, còn có lấy nó hay không, nắm bắt nó hay không, quyền của các bạn nhé. Rồi mời hai bạn đặt tay vào cái trái tim này, chính giữa lòng trái tim nha. Đó. Nếu sau 3 tiếng đến của các tường mà đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm, bấm, không có quyền lấy tay ra, tùy các bạn. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nha, cảm nhận từ nãy giờ, cảm nhận cái nắm tay, những cái nhìn nhau, những cái lời trò chuyện. Suy nghĩ về hoàn cảnh của nhau, xem mình có thể nếu về chung một nhà có phù hợp hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái cảm xúc mới là cái quan trọng. 1 2 3 Sao nó không sáng? Bấm chưa có vô cái lỗ, tôi thấy bấm rồi. Tôi đã nói rồi, bấm vô cái vòng tròn ở chính giữa. Tôi nhiều người thấy cái nút sắt bên ngoài cứ bấm bấm cái vành không à, người ta nằm ở chính giữa. Rồi nhưng mà dù sao thì là đôi đèn cũng cùng sáng á. Tôi cũng hết hồn chứ bộ. Mà suy tư cái gì mà bấm hơi chậm hơn anh bên này một chút. Bấm không trúng rồi, nhưng mà vấn đề là bấm vẫn hơi chậm. 3 rồi Bích. Em chưa bấm đúng không? Bích mới bấm chút nữa mới bấm. Lý do gì chia sẻ luôn cho Bích. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ vụ gì? Nói thiệt coi, suy nghĩ vụ gì? Em đang suy nghĩ, cho anh ấy cơ hội. Em mà vẫn đang ngại về cái chuyện về là làm dâu phải không? Vì bỏ ra nhà của mình phải không? Nói chung là rất là nhiều thứ phải suy nghĩ chị ạ. Đúng rồi, chị cũng hiểu mà, tại vì mình cũng có 2 con nhỏ. Nhưng mà mọi thứ tùy thì em cũng đã chia sẻ rồi, nếu như mà để một tình yêu thương thật sự thì có thể là mình có thể vượt qua tất cả. Còn nếu như không có tình yêu thì mình không có gì thì mà suy nghĩ cả. Mà mới gặp nhau mà bản thân em cũng vậy thôi, bản thân em chính vì bản thân em quá khổ, nhiều khi là bị chồng không được gọi là như ý mình muốn á. Lúc đó em cũng khổ lắm, nhưng mà cái nghị lực của em tự phải vươn lên, tự phải vượt qua tất cả, cho nên em phải làm. Mà muốn yêu nhau phải cho nhau cơ hội mới biết có yêu nhau hay không. Thôi kệ đi. Nếu mà ảnh lo cho mình, ảnh yêu thương mình thì cái chuyện mình hy sinh một chút, mình sắp xếp chuyện nhà mình để mình qua ở với ảnh thì cũng không có gì là khó. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rồi, mà bây giờ mời Tiến này bên đây nha. Bây giờ là nắm tay thật sự nè. Hồi nãy là nắm tay đo cảm xúc, còn bây giờ thành một cặp đôi rồi, nắm tay nhau. Rồi. Trước tiên là cũng cảm ơn hai bạn. Nắm tay đi. Trước tiên là cũng cảm ơn hai bạn đã tin tưởng và chọn chương trình Hẹn Ăn Trưa để tìm kiếm cái cơ hội của mình. Thì ngày hôm nay là trước mắt là đã có một cái cơ hội cho hai bạn rồi. Chúc cho hai bạn có một cái khoảng thời gian yêu thương nhau và tìm hiểu nhau chứ. Tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau thật là thú vị, có những cái trải nghiệm thật là đáng nhớ. Còn cái chuyện đến được với nhau, đi được với nhau bao lâu là quyền của hai bạn nhé. Nhưng mà có vui, có cái gì vui vẻ, tin vui là phải báo cho chương trình nhớ nha, báo chị Cát Tường. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều, chúc cho hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi em cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình cũng như cảm ơn ekip của chương trình. Vẫn nắm tay để đợi chào.